các bạn đã đến với kênh Sim TV của mình nha. Hôm nay mình đã đến thị trấn Novi ở thành phố Đà Lạt. Và đây là nhà của cha em. Đây là cửa hàng buôn bán của cha em. Rồi đầu tiên mình tham quan ngôi nhà của Nobita nha. Đầu tiên mình sẽ tham quan nhà Nobita nha. Sách vở, cặp sách của Nobita nè. Rất là cặp sách của Nobita. Và sách vở Nobita. Đây là tủ truyện tranh của Nobita. Rồi. Chỗ ngủ của này ra. Và đây là chỗ ngủ của Doraemon. Rồi, đi xuống. Xuống sân chơi nè. Các bạn ơi, mình sẽ đi xuống sân chơi nhé. Đóng cống bên kia kìa. Con vô chụp với bà tắm với con đi. Rồi, mua nãy nó hay nó cầm cái dạc đi á. Đây là ông cống. Đây là ông cống của người ta thì ra đây về ngủ và cha anh thường ra đây để hát. Cái này. Và đây là vệ vố chày. Wow, bảo bối thần kỳ của Doraemon nào. Mình sẽ bảo bối thần kỳ của Doraemon nhé. Hai đứa lên đi. Lên cánh cửa thần kỳ đi. Từ từ.
năm qua. Con người 55 ngàn hả? Dạ. 55 ngàn được đi. Dạ thôi chú đấy, anh ngồi xin. Đây ngôi nhà, đây ngôi nhà đây. Đây, anh lại cho em đi. Nhà của cha em. Quầy bán của cha em nè. Quầy bán của cha em. Vô đi, vô đi. Vô được, người ta cho vô. No. Ngồi đứng chỗ đâu. Đứng ngay thôi. Thôi. Ừ. Rồi, đi làm đi. Đi. Rồi xuống đây ngồi đi. Rồi nói sao? Chào tạm biệt các bạn nè. Bye bye các bạn. Nếu có dịp bạn. Nếu có dịp bạn đến thành phố Đà Lạt, hãy nhớ qua đây nha. Ghé thăm. Và ghé thăm khu vực này nha. Và nhớ ấn đăng ký, like, share và chia sẻ cho mình nhé. Và bây giờ thì bye bye.